Cô chào các con, rất vui mừng chào đón các con đến với bài học trang số 36. Ở bài này, cô sẽ hướng dẫn cho các con bài London Bridge is falling down. Ở bài này, chúng mình sẽ tiếp tục ôn luyện phần hợp âm mà được chơi ở phần bé bass, tức là phần khóa pha. Bây giờ các con đọc hợp âm trước khi chúng ta vào bài nhé. Khu vực này, khóa pha, chúng ta sẽ có hợp âm là sòn si rê hai lần, sòn đô rê hai lần, sòn si rê, sòn đô rê và sòn si rê. Vậy nếu các con chơi trên đàn, các con có thể là ấn tay trái ở vị trí này để chúng ta làm quen với sự di chuyển hợp âm này sang hợp âm kế tiếp, thì tay mình sẽ di chuyển ra sao. Còn bây giờ chúng ta sẽ vào bài học chính của chúng ta, đó là phần đọc nốt của khóa son và khóa pha bản nhạc này. Bây giờ cô sẽ lấy nhịp đều. Ở bài học này thì có dấu thăng đặt ở vị trí nốt pha. Nếu có nốt pha xuất hiện, chúng ta sẽ chơi phím pha thăng nhé. Bây giờ cô lấy nhịp 1, 2, 3. Rê 2, ni rê 2, đô si 2, đô rê 2, 3, la 2, si đô 2, 3, si 2, đô rê 2, 3, rê 2, mi rê 2, đô si 2, đô rê 2, 3, la 2, 3, rê 2, 3, si son 2, 1, 2, 3. Nốt nhạc này là nốt của left hand over nên là cô sẽ đọc sau. Sau khi mà cô đọc khóa pha, cô sẽ đọc lên đây nhé. Nào, bây giờ cô sẽ lấy nhịp đều và đọc khóa pha. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Son si rê 2, 3, 1, 2, 3. Son si rê 2, 3, 1, 2, 3. Son đô rê 2, 3, 1, 2, 3. Son si rê 2, 3, 1, 2, 3. Son si rê 2, 3, 1, 2, 3. Son si rê 2, 3, 1, 2, 3. Son đô rê 2, 3, 1, 2, 3. Son si rê 2, 3, son 2, 3. Khu vực này chúng ta sẽ vắt tay trái qua tay phải. Như thế nào thì bây giờ các con cùng quan sát cô chơi trên phím đàn, chúng ta sẽ rõ hơn ở phần này nhé. Bài London Bridge thì chúng mình sẽ đặt tay ở vị trí khác này, nốt rê cao ngón 4, và bây giờ thì cô sẽ lấy nhịp đều và cô chơi khóa son. 1 2 3 1 2 3 rê 2 mi rê 2 đô si 2 đô son. Có một chỗ là chúng ta lưu ý nốt la ở dòng thứ 3 ngón 1, rồi chúng ta sẽ chuyển sang nốt rê ngón 5. Đó là chỗ mà các con phải co bàn tay lại để nốt rê rơi được vào ngón 5 nhé. Đối với phần khóa pha thì chúng ta sẽ đặt tay son si rê với ngón 5 3 1. Các con lưu ý này, nốt đô là trung tâm ở đây, thì hợp âm sòn si rê chúng ta sẽ đặt ở vị trí đó bằng ngón 5, 3, 1. Bây giờ cô sẽ làm mẫu phần khóa pha nhé. 1, 2, 3. 2, 3, 1, 2, 3.
cùng ta sẽ vắt tay trái qua tay phải ở đây nhé. Bây giờ cô sẽ ghép hai tay với nhau. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Rồi bây giờ thì cô sẽ làm mẫu với nhạc beat chậm và nhanh cho các con. Có một số đoạn hơi khó một chút, các con kiên trì luyện riêng cái đoạn đấy nhiều lần cho thạo rồi chúng mình sẽ ghép cả bài lại với nhau. Chỗ nào các con đã làm được rồi thì chúng ta dành riêng thời gian nhiều ở những phần mà chúng ta cảm thấy khó khăn. Cô chúc các con luyện tập bản nhạc này thành thạo. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con ở bài học tiếp theo nhé.